đánh bắt ráo vô coi. Một con máy ảo. Này trẻ xẻo luôn vụ. Hello chào tất cả mọi người nha. Đây xem. Đây chúng ta lại quay trở lại với bàn gian heo. Tắt nhạc đấy. Tắt kỳ lõa luôn. Thì gian heo đang làm một cái hình cũng rất là chua nha. Hình này chắc chua nhất năm nay với gian. Hả? Còn hình nào chua hơn không? Cái tay này là hầu như là lấp hoàn toàn luôn mọi người. Từ ra. Đây. Tay này là đen thui luôn, lấp mở hoàn toàn luôn nha mọi người. Lấp mở hoàn toàn luôn, mọi người cùng đón xem cái tác phẩm này nhé, của bằng gian heo. Đây, lấp đen thui luôn. Mấy ngày hôm nay thì thợ bên mình đi ra Hà Nội thi giải. Hôm nay mày mới về ngày hôm qua, hôm nay là bắt đầu làm việc lại rồi nha mọi người. Mọi người muốn đặt lịch sắm hoặc là tư vấn sắm bên mình thì cứ nhắn tin vào fanpage bên mình hoặc là để lại một comment nha. Bên mình sẽ có nhân viên vào tư vấn. Rất là may mắn là team của bên mình là đạt được 5 giải. Ai đi cũng có giải mọi người. Đi 7 giải không? Được 7 giải nha mọi người. Đây là bạn Tuấn Em. Tuấn Em vừa mới được giải về luôn nha mọi người. Tuấn Em được giải mấy Tuấn Em? Tuấn Em được giải mấy? Giải nhất hả? Giải nhất hạng mục gì? Oriental. Giải nhất. Bạn Tuấn Em thì được giải nhất nha mọi người. Đây bạn Tuấn Em thì chuyên về những thể loại như Maori rồi Mandala hoặc là những lái quốc. Bạn nào yêu những thể loại sắm này thì cứ nhắn tin vào fanpage bên mình nha. Bên mình sẽ thiết kế cho mọi người những hình sắm độc quyền. Tuấn Em ba việc. Tuấn Em ba việc là gì à Tuấn Em? Không hiểu. Hả? Sao có nổi ở trong không? Có. Chắc lần sau à? Đau không? Đau không anh à? Anh có đau không? Có đau không? Ngứa. Bằng anh khách nói ngứa nha, không đau nha mọi người. Bao viết comment sao thành bao vẹt.
Ok nha mọi người. Bạn nào mà cần tư vấn sắm hoặc muốn đặt lịch sắm bên mình đó, thì cứ để lại một comment hoặc là nhắn tin trực tiếp vào fanpage nha, sẽ có nhân viên bên mình trả lời tư vấn nha. Hiện tại cặp băng thờ bên mình đã đi thi về và làm việc lại bình thường rồi nha mọi người. Cặp băng thờ bên mình là đi 5 người mà được 7 giải hay 8 giải gì đó. Là chống ai cũng được có giải hết mọi người. Đây có như có một cái hình rất là hay. Đố mọi người đây là hình gì? Đó. Ai biết đây là nhân vật nào không mọi người? Đây. Đố mọi người biết đây là nhân vật gì nhá. Nhân vật này rất là nổi tiếng. Gửi cho mọi người là nhân vật này ở trong phim Châu Tinh Trì nha. Ai biết nhân vật này thì để lại một comment cho mình nha, để xem các bạn đoán có đúng không nha. Ok, hình này là hình như có trẻ xèo luôn á. Đây, trẻ xèo. Bi lò phun tay đi nạt nhiều tiền anh à, yeah, bên anh thì có rất là nhiều mức giá nha, còn tùy theo hình em cứ em đợi chút xíu là sẽ có nhân viên tư vấn bên anh vào tư vấn cho em nha. Còn bên đây là có bạn chị Mập. Chị Mập đang thiết kế hình gì chị Mập? Bạn chị Mập cũng vừa mới đặt dài. Đây, chị Mập đang thiết kế Samurai và Phu Đốc. Chị Mập được giải gì chị Mập? Mời đi thi về được giải gì? Ok, bạn chị Mập được giải nhì nha mọi người. Đúng nghe. Con trong đây là lập học bên mình nha. Đây các bạn học viên đang học. Đây là các bạn học khóa buổi sáng, nhưng buổi chiều các bạn vẫn lại làm học thêm nên rất là ít. Buổi sáng thì sẽ đông hơn nha. Buổi sáng hầu như là gần full hết bàn ở đây. Còn đây là đây các bạn đang trao đổi với anh Sâm. Hình đẹp thì anh ok em nha. Đây các bạn học viên sau khi học xong thì có thể định học thêm từ những các anh, không những học sư phụ Thanh mà còn học thêm rồi các anh, các siêu huynh đi trước học về thiết kế hay là về những kỹ thuật sắm. Vì mỗi tất cả các thờ bên mình đó, mỗi người sẽ một phong cách sắm khác nhau. Có người thì theo thể loại Nhật, còn có người theo thể loại châu Á, có người theo thể loại châu Âu. Các bạn học viên nào mà muốn theo thể loại nào thì có thể đừng quan sát và học hỏi thêm từ các sư huynh đi trước. Đây là chú Kha. Chú Kha Vương. Chú Kha được dạy gì chú Kha? Thì ba hạng mục gì? Chú Kha là một trong những thờ chuyên Nhật cổ bên mình nha. Chú Kha sắm rất là đẹp, đánh rất là mịn. Sắp tới đầu năm tháng 1 chắc tịch tây xong là bên mình sẽ khai giảng khóa học mở nha. Chỉ còn được vài suất nữa thôi là bên mình chốt danh sách nha. Bạn nào mà muốn đăng ký khóa học thì nhanh tay nhắn tin đăng ký nha.
Đấy. Đôi của anh khách này rất là to. Đôi này bỏ lá chắc gấp 2 lần cái lưng chú Kha này. Gấp 2 lần nha. Chân anh này mà xăm kín một chân này là bằng chú Kha xăm kín người thiệt luôn nha. Rồi, mọi người đây bạn Vũ Long, bạn Vũ Long như cũng vừa mới đi thi giải về được giải mấy Vũ Long giải nhất hả? Đó, bạn Vũ Long là được giải nhất hạng mục gì Vũ Long? Vũ Long là được giải nhất hạng mục tả thực nha mọi người. Anh em nào mà yêu thích thể loại của bạn Vũ Long thì có thể để lại một comment hoặc là nhắn tin trực tiếp vào fanpage bên mình nha. Bên mình sẽ tư vấn cho mọi người. Bạn Vũ Long là chuyên về tả thực, xăm những cái hình chân dung rất là đỉnh nha mọi người. Đây, bạn Vũ Long đang xăm cho một bạn học viên bên mình nha. Đây có thầy Quân cùng mở đi thi về cũng được giải nha mọi người. Quân được giải gì vậy thầy Quân? Thầy Quân rất là ngại nha mọi người. Xăm có bôi thuốc tê không anh? Tùy theo nha em. Em muốn ủ tê thì bên anh sẽ có ủ tê cho em nha. Nếu em chịu đau không tốt thì mình có thể ủ tê nha. Đây. Quay lại với bàn nhang heo. Heo như đi nẹt được 40% rồi. Ý hơn luôn ơi. 60% với con 40% nè. Đây. Anh này dự kiến là lấp được tầm mấy phần trăm giang? 90%. 90 đến 95% một cánh tay đen thui. Sẽ được bàn dân heo lấp 90 đến 95%. Phải nói là hư rất là nặng luôn nha mọi người. Hôm nay hư rất là nặng. Mọi người cùng chờ đón kết quả của hình xăm này nha. Mình sẽ đón kết quả của mình nha. Mình sẽ ốc mất hình xăm cũ của anh luôn. Ảo thuật. Đây là ảo thuật giá Trương Giang. Hình như hôm nay là sinh nhật của bạn Trương Giang luôn mọi người. Mọi người chúc mừng mình đấy. Cho anh khách nghỉ ngơi chút xíu, không anh xỉu. Mọi người đừng lên hạt chúc mừng sinh nhật Băng Giang à. Hình như cũng có một sự bất ngờ dành cho bạn Giang Heo. Cùng đi xem. Đây. Đây, hình như các bạn học viên đang tổ chức sinh nhật cho bạn Giang Heo. Đây. Các bạn học viên đang tổ chức sinh nhật cho bạn Giang Heo. Get back.
hôm nay là sinh nhật của bà Giang Heo nha mọi người. À. 22 tuổi. À, một. Xịt một kho hết ăn bánh kem luôn. Rồi. À, tiệm anh rất là vui nha mọi người. Rồi, có thể là buổi live đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái buổi live hôm nay nha. Ngày mai bên mình sẽ live cho các bạn xem đúng trong khung giờ này để cho các bạn xem những cái hình xăm ngày mai của tiệm bên mình làm thực hiện nha. Rồi.